Xin chào các bạn, mình là Hiếu, kỹ thuật viên của Fiber Việt Nam. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tẩy các vết băng keo và nhựa đường. Thì chiếc xe của chị đang bị tình trạng nhất là bị dính các vết băng keo do chị dán các cái sờ sticker lên, và khi bóc ra thì nó để lại các vết băng keo như này. Đây cũng là một vết băng keo nữa. Và đây một vết nữa cũng là do chị dán các cái sờ sticker lên, và sau khi bóc ra thì nó để lại các cái vết keo và bám lại cái giấy như này. Thì video này không chỉ dành cho những người mới bắt đầu, mà nó còn dành cho những các bạn mà có niềm đam mê chăm sóc xe, hay là các bạn mà có kinh nghiệm trong cái ngành chăm sóc xe này rồi. Thì mình tin rằng trong video này các bạn sẽ có được những thông tin hữu ích cho mình. Thì đối với những người mới chưa có kinh nghiệm trong việc chăm sóc xe, thì họ sẽ thường nghĩ là sẽ sử dụng xăng hay là dầu hỏa để tẩy các vết băng keo hay là nhựa đường dính trên xe. Nhưng mà thực tế các bạn biết là các sản phẩm xăng hay dầu hỏa sẽ gây ảnh hưởng cho bề mặt sơn và rất là độc hại khi các bạn sử dụng và các bạn hít phải nhiều. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm Tarimu của hãng Fibon, là một sản phẩm chuyên dụng để dành riêng cho việc tẩy băng keo và nhựa đường. Thì sản phẩm này rất là an toàn cho bề mặt sơn và bề mặt kính hay là mọi bề mặt chi tiết nhựa ngoài của chiếc xe, và đặc biệt an toàn cho người sử dụng. Thì trước khi sử dụng sản phẩm Tarimu này, mình sẽ tiến hành rửa sạch chiếc xe này đi. Hiện tại chiếc xe này đã được mình tiến hành rửa sạch. Thì các bạn có thể thấy là sau khi rửa sạch rồi thì chiếc xe vẫn còn để lại những cái phần băng dính như này và các chất kia dính như này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng sản phẩm Tarimover này để tẩy loại bỏ các vết băng keo cũng như các vết nhựa đường bám dính trên bề mặt của chiếc xe. Các bạn cùng theo dõi nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành xịt dung dịch trực tiếp lên bề mặt vết băng keo và toàn bộ phần cánh cửa này đã bị dính nhựa đường. Thì sau khi xịt sản phẩm lên bề mặt vết băng keo cũng như các bề mặt mới bị dính nhựa đường như này, các bạn sẽ chờ khoảng 30 giây đến 1 phút để cho sản phẩm Tarimover này làm mềm các vết băng dính này, các chất kết dính của phần băng dính này ra. Sau đó các bạn sẽ sử dụng một chiếc khăn microfiber, các bạn lau nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được loại bỏ hoàn toàn trên bề mặt. Thì ở đây là những vết băng keo còn để lại sau khi mà chị chủ xe đã sử dụng các cái tem hay là các cái sticker để dán trang trí chiếc xe. Sau khi bóc ra hãy để lại những cái vết băng keo như vậy. Thì các bạn sẽ sử dụng sản phẩm này xịt lên và ủ. Sau khi xịt sản phẩm lên các vết băng keo và chờ từ 30 giây đến 1 phút, thì bây giờ các bạn có thể thấy là sản phẩm đã làm mềm các chất kết dính của những cái vết băng dính này, đã làm mềm ra. Mình lấy tay mình ghi đi, có thể cảm thấy là đã làm mềm hoàn toàn ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng chiếc khăn microfiber này để mình sẽ tiến hành lau nhẹ nhàng để loại bỏ các vết băng keo đi. Như cái vết sticker này dán đã bị dính khá là nhiều keo, thì mình có thể tiến hành xịt thêm lần hai. Như vậy nó vẫn còn chưa hết, thì bây giờ mình sẽ tiến hành xịt thêm một lần hai nữa để loại bỏ. Và phần cánh cửa này thì các vết nhựa đường cũng đã được làm mềm ra, thì bây giờ mình sẽ dùng khăn mình lau nhẹ nhàng để loại bỏ các vết nhựa đường khi mà đã được sản phẩm này làm mềm ra. Thì các bạn lau nhẹ nhàng thôi là sản phẩm đã giúp chúng ta loại bỏ hoàn toàn được các vết nhựa đường khỏi bề mặt cánh cửa của chiếc xe này rồi. We'll be right back.
Các anh em làm nghề detailing đang muốn tìm kiếm một sản phẩm tẩy băng keo nhựa đường hiệu quả mà lại không gây hại cho bề mặt sơn xe, bề mặt kính hay là bề mặt của các phần nhựa ngoài của chiếc xe, thì anh em hãy thử trải nghiệm sản phẩm Tatimu ngay bây giờ nhé. Các bạn xem video có bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp vào số hotline để bên mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.